các bước đăng ký tài khoản Google Developer. Trước hết, để đăng ký tài khoản Google Developer thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái bước sau. Một thẻ Visa hoặc là Mastercard. Bạn chọn bạn muốn có một cái tài khoản Google Developer để upload app lên trên Store của Google Play thì bạn cần phải mua với kỳ giá chính xác là 25 đô. Thì như vậy thì các bạn cần phải chuẩn bị khoảng 700.000 ở trong cái tài khoản của mình để các bạn khi đăng ký Google Developer, Google sẽ kích hoạt cho các bạn về cái tài khoản với giá 25 đô. Ok, thứ hai là một tài khoản Gmail. Tài khoản Gmail thì nên lấy cái tài khoản cá nhân và đã dùng lâu rồi để cho có cái độ trust hơn và cái độ tin tưởng hơn để Google approve nhanh hơn ha. Thứ ba là một cái thiết bị smartphone và cái hệ điều hành Android thì các bạn sử dụng cái máy điện thoại smartphone cá nhân của các bạn hoặc là nếu các bạn không có thì được ha. Rồi, ok, bây giờ đến cái phần chúng ta sẽ thực hiện nhé. Trước hết các bạn mở điện thoại ra và các bạn vào trong cái icon app Play Store và các bạn mở ra ha. Sau khi các bạn mở cái app Play Store của Google ra thì nó hiển thị lên một cái giao diện ở đây. Thì trong cái giao diện này thì các bạn cần phải tích vào cái menu ở phía bên góc trái của màn hình. Rồi sau đó các bạn chọn phần là account. Sau khi các bạn chọn account sẽ hiện thì lên một cái menu account và các bạn chọn là payment method. Trong cái phần payment method này thì các bạn sẽ điền cái thông tin của cái visa của mình ha, cái thẻ visa của mình trên cái đầu sổ thẻ visa đó. Thì các bạn điền cái đầu sổ của thẻ visa và cái ngày của tháng và năm hết hàng và các bạn điền cái số ba cái số ở phía sau của người thẻ ha. Sau khi các bạn điền xong thì các bạn chọn save. Thì như vậy là các bạn đã add vào cái phương thức payment method, cái phương thức thanh toán trong cái tài khoản Play Store. Và bây giờ các bạn mở máy tính lên, các bạn truy cập vào cái trang web đó là play.google.com app publisher.publish. Thì trong phần này, trước khi các bạn vào trong cái trang này thì các bạn cần phải đăng nhập cái Gmail ha. Và các bạn đăng nhập cái tài khoản này thì nó sẽ vào luôn, đó là sign in with your Google account và chúng ta chọn là accept developer, đồng ý với cái điều khoản của developer. Rồi sau đó là các bạn kéo xuống ở phía dưới thì các bạn sẽ chọn là tôi đã đồng ý cái điều khoản của Google Play và các bạn chọn continue to payment. Sau khi các bạn chọn continue to payment thì nó hiển thị lên một cái bảng là Google Play với cái thông tin đăng ký. Thì ở đây các bạn nhớ là điền những cái thông tin đăng ký của nơi sống nó ở của mình, giống như có thể là chính xác như ở giống như giấy chứng minh ha, quốc tịch Việt Nam và địa chỉ nhà, thành phố. Sau đó các bạn chọn postcode thì đây là cái mã bưu điện ha. Đối với Đà Nẵng là 55400 và còn Huế là 53000. Sau đó các bạn chọn payment. Là như vậy là ok. Thì sau khi chọn payment thì Google Developer sẽ gửi về cho các bạn một cái mail và trừ đi 25 đô
và như vậy các bạn sẽ có một cái tài khoản Google Developer và các bạn sẽ upload trên Play Store, upload app trên Play Store được rồi.